Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết là việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2015 và Giáp Hạt sẽ khác với các năm trước và sẽ được tách thành từng đợt riêng để nhằm tránh những sai sót. Hiện mới có 5 địa phương đề nghị hỗ trợ, trong khi thời hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 1. Theo đó, trước Tết chỉ cấp hỗ trợ gạo ăn Tết, việc hỗ trợ gạo Giáp Hạt sẽ cấp sau Tết để tránh sai sót hoặc hiểu lầm trong công tác cấp phát ở địa phương. Thống kê của Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tới ngày 10 tháng 1, cả nước mới có 5 tỉnh đã có công văn yêu cầu trợ giúp gạo trong dịp Tết và Giáp Hạt, gồm Nghệ An, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Quảng Trị. Tổng số hộ được đề nghị hỗ trợ khoảng 80.000 hộ, mức hỗ trợ cứu tối đa 15 cân gạo một nhân khẩu một tháng trong dịp Tết và tối đa 45 cân gạo một nhân khẩu một tháng dịp Giáp Hạt. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát số hộ khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2015 và thời điểm Giáp Hạt. Trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương thông qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dịp Tết và Giáp Hạt năm 2014, cả nước có 27 tỉnh tiếp nhận trợ giúp gạo cứu đói với tổng số gạo 16.827.000 tấn, cứu đói cho trên 1 triệu nhân khẩu.